Như vậy thái độ của thằng giám đốc nó quyết định cộng với thái độ từng thành viên một vài thằng hoặc cả đội, nó sẽ quyết định thành công của cả đội hoặc cả đội thất bại ê chề các bạn ạ. Ở trong phòng kế toán có 5 con danh con, một con bị thất tình thì cả bốn con còn lại lập tức sẽ có cảm xúc thất tình theo. Cho nên là về mặt quản trị nó cho con danh ấy nghỉ trả lương bình thường để cho bốn con còn lại nó làm với tâm trạng của kẻ tích cực, thì cái lương ấy nó bù được và mình mua được con tiêu cực luôn. Chứ các bạn ạ, một con nó bị lương bất bình đẳng, nó vào nó rú lên là bốn con kia lương bình thường nhưng lại ăn theo cái tiêu cực đó. Nhưng các bạn không học, các bạn chỉ diệt cái đó thôi, diệt cái con đó thôi, nhưng các bạn biết rằng bốn con còn lại ngấm máu tiêu cực rồi. Các bạn không thể tạo thành một anh giám đốc có đẳng cấp được. Người ta giải quyết những vấn đề đẳng cấp bao nhiêu, đổi giá liền để ta chống lại tòa và tao quánh mày là vì tao cắt chứ không phải vì mày. Thì các anh chị vẫn không hiểu thâm ý thái độ có tác dụng lan tỏa sự tích cực lúc nãy là nó nâng lên, còn bây giờ nó tạo ra bể rộng các bạn ạ, bộc lộ nó lan tỏa yếu tố tích cực sang người khác. Cho nên trong một tập thể có thằng mất dạy đứng về quản trị học, người ta lờ nó đi, người ta xây những thằng tích cực thật tích cực nữa, thì cái thằng tiêu cực ấy, nó không có đất, tức là không có nước để nó bơi nữa, và con cá bẩn thỉu trong môi trường nước trong mà hết bơi. Và các bạn đã sai lầm rất nghiêm trọng là khi nó tiêu cực các bạn úi nó, các bạn dập nó sai hướng này, đẩy thằng tích cực lên thì lập tức thằng tiêu cực không còn đất sống nữa sau khi đủ độ lan tỏa. Ok, và lúc đó mình không cần phải đuổi nữa mà chính những thằng đồng đội nó đuổi luôn. Nhưng các bạn có nhận thức và đủ kiên nhẫn để làm không thôi. Cho nên cảnh sát Singapore không bao giờ nó phải bắt một cái thằng vứt rác hoặc một thằng hút thuốc lá lậu, bởi vì bạn chỉ giơ điếu thuốc ra thôi, bạn vứt một cái rác thôi là cái thằng đi đường ấy, vì nó giáo dục dân nó tích cực mà, nó vằn mắt lên cãi đấm liền, không cần cảnh sát. Cái gì ạ? À? Bạn ngồi trong công ty bạn nói xấu nước khác thì cái con bạn nó ngồi cạnh nó luộc liền chứ không cần đến sếp nữa, bởi vì chúng ta đã lan tỏa được cái thái độ tích cực ấy. Các bạn còn coi là lý thuyết suông thì đời các bạn mà đừng đi tìm hiểu tại sao thằng Dương thành công nữa. Ok, chịu khó nghe và kiểm điểm mình đi thì các bạn sẽ ăn. Có một vài thứ không thể lan tỏa được. Tài năng là thứ không dạy được, chẳng phải kinh nghiệm không dạy được, còn thái độ thì lại là yếu tố cực kỳ dễ lan tỏa. Đấy, chúng ta mới lợi dụng điều này trong quản trị đấy. Cái gì ạ? À? Hai chấm. Do đó nếu trong đội có người chịu khó học hỏi, đấy là thái độ của các bạn, khiêm tốn tức là không kiêu ngạo của các bạn, phải hoặc lạc quan, đấy là thái độ của các bạn, lập tức mọi người sẽ bắt chước anh ta, nó lan tỏa rất nhanh các bạn ạ. Do đó hãy tập trung phát triển anh ta thì các bạn sẽ có cả đội. Và người ta thường ấy rất tò mò cái xấu, một cái xấu nó lan ngay lập tức 10 người, một cái tốt lan có 4 người, nhưng phải tập trung vào cái tốt thì nó mới dẹp được cái xấu. Thái độ xấu xa có độ lan tỏa nhanh hơn thái độ tốt, hết sức cảnh giác điều đó, gọi là lây lan tâm lý mà. Vì ở một lý do nào đó cho nên nó mới sinh ra trí tuệ nhân loại là thế. Ở một lý do nào đó người ta tìm mãi không đúng ở đâu ra, mà con người ta thường cho rằng không hiểu lý do gì, mà chính trong các bạn và tôi người ta thường cho rằng tiêu cực là cái rất hay.
Đấy các bạn này, nó tò mò lắm. Hay hoặc họ cho rằng họ thông minh và quan trọng hơn người khác, cho nên người ta nhìn cái đó người ta gọi xấu. Người ta gọi xấu bởi vì người ta nghĩ rằng người ta đứng trên cái đó, thực ra người ta mặt hạ hơn cái đó các bạn ạ. Cho nên là cái xấu thì các bạn nên rằng trong đội ấy, các bạn không thấy cái nguy hiểm của nó, phải chặt đứng nó lại, thì đấy là cây gậy. Còn lại thằng nào tốt phải thường quyết liệt, đó là củ cà rốt. Để xác định một thái độ sai là rất khó, bởi vì anh là lãnh đạo, anh thấy đó là thái độ sai, nhưng mà thái độ thế nào là đúng thì các anh chị thường lấy cái thái độ của chính mình ra để các anh chị so với nó, cái gì mà khác tao thì thằng đã sai. Thì cái kẻ đó trong đội là kẻ cực bậy, mà phải lấy cái đúng là chuẩn, cái đúng là cái gì và phải dẹp cái gì, chứ mày không thể lấy cái thái độ của thằng giám đốc làm chuẩn cái công ty này được, bởi vì thái độ nó mang đầy tính chủ quan của mình các chị ạ. Mà mày lấy cái thái độ chủ quan của mày làm khách quan để đi soi người ta, mày phá nát cả đội mày luôn, mà mày tưởng là mày đúng các chị ạ. Đấy đi. Các bạn hãy ứng vào thằng con các bạn, tại sao tự nhiên nó bột phát, nó có thái độ với ông bà và với mình lão như vậy, nó ở đâu ra, nó ở đâu ra, trong đó có chính mình mà ra. Khi các bạn có nguyên nhân rồi thì các bạn mới giáo dục lên được.